cái đụng bụng của mày á, mày nạn đéo thì bụng mày mới ra giả vờ đúng không? Mà chạy chạy bụng không có, sao mày còn hút thuốc ra? Bầu. Thế hỏi cho mày giờ mày chứng cho mày không chứ mày xem vào làm gì? Bố mày thích xem rồi đấy, mày làm sao? Tao thôi, thôi. Cho mày cái đồng à? Ừ. Tao cho mày đi khỏi luôn đi. Mày đừng có bảo tao bán tao hứa mày hiểu chưa? Còn tao thắng rồi, tao có bầu thẩm với thằng kia. Tao thấy rồi đây. Đâu? Chính mắt bố mày thấy rồi đây. Mày đi khám mà có cho anh tao vào không? Nào. Mày đi khám ấy, cái giấy ấy, tao thật mua được. Mày có thể mày mua cơ mà. Đéo liên quan đến chúng mày đi thôi. Còn tao, tao cũng đéo giải nó chuyện chúng mày ấy. Đừng đố bây giờ ấy. Đâu, mày đứng đây. Hả? Đi ra, mày đi ra đây. Hả? Mày đang đi đâu nhà mà. Mày đi con Nhung mày. Mày đi đâu ấy? Đứng lại đây. Mày đứng tao bảo. Xuống xe tao bảo. Tắt máy đi. Xe đây tao bảo. Chúng mày chặn đường tao làm gì? Xuống xe đi, lần chị ăn. Còn mày hút thuốc ấy, mày trong thai mày mày không có bầu với anh kia luôn. Tao có bầu hay không, tao chẳng biết tao phải nói. Mày khai thật đi, đừng để bọn tao nóng lên. Tất nhiên là mày không có rồi, nó làm gì có bầu. Còn tao thích thì tao hút thôi, chả liên quan đến chúng mày cả. Sao liên quan này, mày vì mày nô cái bầu ấy ra, mày phá hạnh phúc đời nhà tao sao? Chắc gì mày có bầu, mày hút thuốc hả? Này, bầu đi bụng bé tẹo ấy mà bầu gì hả? Chưa, mày làm gì có bầu, bụng làm gì có gì. Này, hay là con Thư nó không làm gì tao nó xui chúng mày đi theo dõi tao à? Xui cái đéo phải theo dõi mày, mày cái đéo thì bọn tao phải đi theo dõi. Bọn tao không thừa hơi bị rảnh rỗi đâu mà đi theo dõi mày. Bọn tao không rảnh. Tao làm gì? Chúng mày phải hỏi tao làm gì? Tao đéo phải chặn đường mày, tao đi gặp mày thôi. Thì chắc chắn là mày đéo có bầu thôi. Này, tao thẳng luôn là tao có bầu thật. Tao có thằng có bầu bên kia đấy, chúng mày giờ chúng mày Thư nó không làm gì tao là đúng là nó thưa mày đi để theo dõi tao à? Mày ghen tức à? Mày kéo thì mày cũng khả bảo chị tao ra. Tao thích tao hút, chả liên quan đến chúng mày cả. Mày hút thuốc mày phải hiểu à, thuốc lá ảnh hưởng đến thai nghén rất chi là nghiêm trọng nhá. Mày hút thuốc lá, mày chắc gì mày có bầu. Có thì liên quan đến mày à? Có liên quan đến mày không? Chị tao, anh tao, làm sao? Chị tao, bạn tao, mày hiểu chưa? Anh chị mày chứ phải bố mẹ mày, mày phải... đều là máu rủ ngủ thiệt thiệt thì nó hết. Trai tao đi qua em tao hiểu không? Mày mà không liên quan mày lấy chuyện của anh mày mà chửi chúng mày. Nhưng mà tao thích channel ấy là sao? Ừ, bọn tao thích đấy. Tao lấy chuyện chúng mày. Mày đi đéo đi này. Hôm nay mày không nói thật á, đố mày được đấy. Mày không đi được đâu. Chúng mày liên quan đến chuyện của tao hả? Thì tao phải chửi mày. Ờ, mày nó có liên quan nhưng mà tao liên quan được không? Mày bây giờ mày khai thật đi, cái bầu của mày giả đúng không? Chuyện của anh mày, chuyện mày, tao đéo thích nói chuyện mày. Đéo không phải nói, mày không phải nói. Của tao hiểu không? Tao vẫn được quyền nó nói chuyện. Con tao gặp này. Mày hiểu không? Mày bụng mày chắc đéo thì nó có bầu. Từ trước giờ mày lừa dối gia đình tao thì quán đi mày lộ cái bộ mặt thật của mày ra đi, đừng có mà giả dối nữa. Mày diễn kịch thơ bị nâu rồi đấy. Con tao làm rất chi là bình thường ấy nhá, đừng để một tao mặt tao nóng mày biết chưa? Mày nóng rồi mày làm gì tao? Cú đấm mày luôn. Mày làm gì ấy? Tao đánh mày luôn đấy. Cô anh. Hả? Có lẽ tao thằng kia đéo người chia tay đâu nên chúng mày đừng bao giờ có nghĩ là lúc thì thằng kia nó qua lại con Thư nhá. Mày với bộ mặt của mày sớm muộn thì anh tao biết thôi, mẹ tao biết thôi. Mà bên cả mẹ tao cũng đang nghi ngờ mày rồi mà. Mày làm đéo thì có bầu. Bác Cúc đã biết rồi. Tao gái đứa hút thuốc thì có bầu đâu. Bác Cúc cũng đã nói rồi. Ai tao bảo mày này, tao bạn bè rất chi nhiều, bạn bè nó cũng có bầu nhá, mà tao hỏi không có đứa nào hút thuốc lá như mày cả. Chỉ những loại điêu như mày mới là nó có bầu thôi. Điêu như mày thôi thì mày mới hút thuốc lá thôi. Mày hút thuốc ấy. Thì mày đéo mà có bầu, mày phải nghĩ lợi cho con mày chứ. Mày hút thì ảnh hưởng đến con mày chứ. Việc đéo thì mày... Ảnh hưởng đấy là việc của tao. Đéo là việc của chúng mày. Làm gì có chuyện em có bầu hút thuốc lá không bao giờ. Cái loại này làm gì có à. Có đâu. Còn nếu đi qua chúng mày tao đéo giả. Đố mày đi được về đấy. Mày ở tao. Đi đâu? Mày không được về đâu. Đố mày đi rồi. Hả? Mày không khai ra thì mày không đi được đâu đâu. Tao phải khai với chúng mày à? Sao phải khai? Mày bây giờ lên khai thật đi. Lộ thật bộ mặt của mày đi. Đây thằng tao muốn khai thật cái này. Sao? Muốn chia rẽ tao với nó à? Hay khai gì mà bụng không to ra. À bụng mày là có thai á hả? Mày nghĩ một hai tháng to là ngay trong biển luôn đấy. Chả thế. Không to thì nó cũng bé như bụng của mày đâu nhá. Quán đi mẹ mày cứ đụng bụng của mày á mày. Nạn đéo thì bụng mày mới ra giả vờ đúng không? Hả? Chạy bụng không có, sao mày còn hút thuốc ra? Bầu. Thế hỏi cho mày nhá, giờ cái chứng cho mày không chứ mày xem vào làm gì? Bố mày thích xem vào đấy, mày làm tao, sao? Tao thế thôi. Được đâu? Mày cái đồng à? Ừ. Nó phải khai chứ tao. Cho mày đi khỏi luôn đi. Mày đừng có bán tao hứa mày hiểu chưa?
cái loại mẹ mày quan giáp thứ 13 này nữa. Hai bên kia rồi, nhưng anh phải nói tao đúng rồi. Anh có yêu ông thư đéo đâu mà. Thế sao lúc mẹ mày kia với ông tù với mày không đến mày thăm nó đi, sao bây giờ mày mẹ mày nốt ra tù mày không thiết diện hả? Sao? Việc của mày đéo ấy, có loại chó như mày. Thăm một ngày nào nhé, mà đéo rồi gì? Đéo rồi. Thăm đi. Đấy việc của tao. Bọn tao chẳng vào thăm luôn. Anh mày đang thăm nên nói gì ra anh đâu? Một cái mặt mày thôi nhá, mà không thăm thì thôi, nhưng mà đéo gì? Con người như nào luôn? Bố cái loại anh trai mình đi tù mình không nở. Loại này á, bố mẹ mày đéo biết dạy mày đúng không? Ha, đến tao dạy mày rồi. Hả? Tao thăm cái việc của tao đấy, giữ chúng mày. Thì đấy gọi là. Đéo giờ này thực dạng là lúc qua như đéo phải là người nhà nó á. Đúng phải là của loại đéo có bố mẹ đéo dạy đúng không? Đéo liên quan mày. Chả liên quan hả? Bố mẹ mày không đi làm xa xong rồi ở nhà mày chơi bời đúng không? Cái bộ mặt giả dối á, bộ mặt thật của mày á, bố mày biết sẵn rồi, bố mày đi săn đồ mày rồi con ạ. Nha. Dối này đéo ai sớm muộn thì đéo trụ được lâu đâu, ai cũng biết thôi. Mày đi lừa người được mãi không? Mày thấy mày đang nói nhá, còn tao thẳng luôn là tao có bầu thật với thằng kia. Tao thấy rồi đây. Đâu? Chính mắt bố mày thấy rồi đây. Ôi đi khám rõ ràng rồi. Mày đi khám mày có cho anh tao vào không? Nào. Mày đi khám ấy, cái giấy ấy, tao thật mua cũng được. Mày có thể mày mua cơ mà. Cái giấy đấy mày khám, mày đi khám mày phải cho mày cho thằng kia vào trong đó đi cùng. Tao liên quan đến chúng mày thế thôi, còn tao không đéo giải nói chuyện chúng mày ấy. Đố đi đâu ấy? Mày sao? Đi ra tao đi. Mày đi ra đây. Bố mà chưa nói chuyện xong không mày đi đâu? Hả? Bây giờ là cơ hội của mày đấy, mày khai thật đi cái bầu giả hay như nào hả? À? Đừng để bố mày cho mày xuống ao kia. Bố tao mà tao phải nói. Tao đang hỏi thôi, bây giờ mày hiểu chưa? Thế chúng mày cũng rảnh hơi đi theo dõi tao ấy nhở? Tao được đéo phải theo dõi mày. Rảnh hơi đi. Tao muốn thì mẹ tao biết thật đấy được không? Tao nói thẳng mày đấy rồi đây. Giờ tao cũng khai thật thằng kia đây, làm sao? Bố mày bắt mày cái bảo khai mà không có thai thôi. Mẹ ơi, có loại mơ mơ nhận vơ như thế, cái bầu thì như bụng bé đấy hả? Mẹ nói bao lần mẹ có bầu ra phải bụng to chứ. Lấy cái bò đấy ra mà nói chuyện trong nhà cái... lúc nào ai đâu con gái thì uống thuốc. Kệ tao. Làm béo thì con mà. Ai, tao bảo mày hả? Phụ nữ có thai ấy rất chi là này, thuốc mày đéo có thai rồi, tao của đấy nhá. Cái đấy tao có hút hay không ấy, tao có biết giữ con tao không đấy là của tao, đấy là của mày. Ờ, tao mà mày hút hả? Cái loại nó đéo chứ. Có lại đéo của ốc. Có ốc của đéo biết suy nghĩ. Không giả, em nói luôn đi. Nhầm gì chuyện bầu hút thuốc lá được. Hả? Cái mẹ đi. Bảo thẳng con thư là đéo chi rét tao kia đâu lên đừng có. Không đéo, bố phải chia rẽ luôn đấy mà làm sao. Hả? Mày yên tâm đi, anh chị ta sẽ quay lại thôi. Mày đừng có hòng mà phá, tao nói mày vậy. Mày không phá được mãi đâu. Rồi, tao chờ ngày đấy nhá, xem thằng kia không quay lại. Bố mày xem luôn đi xem nào. Mày nhìn đây ông trời có mắt đấy. Mày sẽ gặp quả báo sớm thôi con ạ. Nha. Tao thẳng luôn một câu là tao có tha thằng kia nhá, còn đấy. Giờ tao đéo rảnh nói chuyện chung mày đâu lên. Mà nói chung là tao cũng đéo tin đâu mày hiểu không? Mày nói tao đéo cần đâu tin. Mày nghĩ tao tin mày à? Mày là tao không tao tin được đâu. Mày hiểu chưa? Đi đây kệ mẹ ra. Mẹ nó con chó. Ra tao đi về. Mẹ nó mày nhớ mặt tao đấy hiểu không? Con chó này. Đi về. Trời ơi ông trời có mắt đâu mà. Về xem cái thư này. Về đi. Đi. Về đi. Vẫn to mồm nó cãi được cơ mà.